Abra Cadabra. Hả? Cái gì cơ? Abra Cadabra không phải là ấm mê la xì bù trong tiếng Anh hay sao? Thế là cô ta có liên quan đến phù thủy rồi. Phù thủy? Phù thủy là cái thứ rác rưởi gì thế? Abra Cadabra chính là tên cô ta. Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Giữa hai cô gái này, em thích ai? Và người đó chính là... Em của Layla nha. Chính là... Ủa, đây là phòng của tôi mà. Các cậu là vào đây. Râu là ai? Mùi đồ ăn gì thơm thế. Tôi là thủ lĩnh Hot Boy. Tôi xin đứng ra nhận hạng nhất. Không, cậu hạng 13. Cảm giác ấy khi mình là thủ lĩnh nhưng hạng thấp hơn mấy đứa còn lại. Thôi ra dùng gà ở. Ta chính là ma cà rồng thần chết. Chết bởi tiếng đàn piano là một sự ban phúc của chú quỷ Satan. Nó chính là thứ mà ta cần để vẽ. Xem ra đây chính là sư nhà của ta rồi. Họ cần phải kéo dài thời gian ra để Ben có đủ thời cơ vượt ngục. À, không, cũng có thể tôi là mắt cà rồng đấy. Ý của cậu là sao? Hãy nói rõ cho tôi nghe nào. Tôi nghĩ tôi không phải là mắt cà rồng, nên tôi nghĩ rằng là tôi có thể bay trong đuổi mà quay. Chà, cậu ấy là chân gió giỏi thật đấy. Sao bố nhìn trầm trầm mà bố ảnh thế ạ? Không có gì đâu con à. Chỉ là nhìn nó, bố lại nhớ về tuổi trẻ đầy thú vị của bố thôi. Aro này được bình chọn là một trong những lớp trưởng giỏi nhất trong những người tham gia trò chơi này đó. Ở lớp học trước, nghe nói cậu ấy gánh cả một lớp học toàn là hạng thấp để đấu với trường khác hạng cao hơn và bằng chiến thắng đấy. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô và chồng em kia rất là ghen. Tao thốt lên là đem. Rồi mà cô lại gần đây. Có chuyện gì thế? Hình như là hai cậu biết chuyện gì mà tớ chỉ biết khi phải. Thật ra thì Vivica đã từng suýt làm cháy trường học do đốt bông hoa đấy. Và tớ đã ngăn cản kịp thời rất là nhiều lần rồi. Cậu ta sẽ đốt bất kỳ bông hoa nào trước mắt mà cậu ta thấy. Yeah.
hôm nay được gặp các cậu, biết bao kỷ niệm ùa về. Vậy hả? Nhớ lại thời đó, tớ con nít đến nhường nào. Tớ nhớ cậu. Gia Kỳ hay Isaac? 1 Khoan chị ơi. 2 Không. 3 Là Gia Kỳ ạ. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái nhé. Chúng ta hãy vui vẻ nhất có thể đi, rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều năng lượng cho trận chiến sắp tới. Chúc các hành vi trong họ luôn đạt được phong độ đỉnh cao nhất, và chúng ta sẽ được giành chiến thắng sớm, mang lại hài bình cho đại chúng. Em rất là vui. Đó là lần cuối cùng mọi người vui đùa cùng nhau. Và cũng là lần cuối mình thấy mọi người còn sống. Sandy và Rubika. Yo! Smile lại anh em nhé. Smile lại anh em. Rubika đã từng suýt làm cháy trường học do đốt bông hoa đấy. Và tớ đã ngăn cản kịp thời rất nhiều lần rồi. Cậu ta sẽ đốt bất kỳ bông hoa nào trước mắt mà cậu ta thấy. Iron giỏi hơn rất nhiều. Cậu không biết gì hả? Iron là được bình chọn là một trong những lớp trưởng giỏi nhất trong những người tham gia trò chơi này đó. Ở lớp học trước, nghe nói cậu ấy gánh cả một lớp học toàn là hạng thấp để đối với trường khác hạng cao hơn mà vẫn chiến thắng đấy.